Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép đô thị đông dân cư có cách tính xây dựng trường học mới. Đây là nội dung có trong hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều ngày 18 tháng 8. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại cách thức tính quy chuẩn, phân loại theo các quy chuẩn vùng theo tính chất vùng miền cũng như tính chất của các đô thị đặc biệt như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để có ban hành những quy chuẩn riêng hay cho phép thành phố xây dựng trường học áp dụng tiêu chí tính diện tích sử dụng trên đầu học sinh thay thế cho chỉ tiêu diện tích đất trên học sinh nhằm đáp ứng chuẩn xây dựng trường học mới như Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị được biết hiện thành phố Hà Nội đang có tình trạng tăng dân số cơ học cao với dân số tăng từ 50.000 đến 60.000 học sinh trên mỗi năm, tương đương cần xây mới 30 đến 40 trường học, trong khi đó, một số quận nội thành hiện không có quỹ đất